quay cho bà xã coi. Cái này nếu ok mình 3-4 ngày sau ở cũng được hả? Đúng rồi. Nhưng mình phải đặt cọc trước. Đặt cọc là 2 tháng hả? Không, mình đặt cọc trước một chút để người ta giữ lại nhà cho mình. À, vậy. Nhưng mà phải về nhà cho bà xã coi trước. Nếu ok thì ngày mai đặt cọc. Ok. Mình cái xe hơi mình đậu ở đâu? Ở dưới hầm. Ở dưới hầm hả? Có tốn tiền không? Có. Bao nhiêu tiền một tháng? Một tháng 1 triệu. 1 triệu hả? Mình trả cho ai? Chú nào? Quản lý. Quản lý hả? Quản lý khu. Quản lý khu. Ok. Còn xe máy là mình thuê. SK ba là bao nhiêu năm rồi? Cái ba là mới là giao năm 2010. 5 năm, à 5 năm hả? Ok. Cái này là cho người ta tập thể dục. Đúng rồi. Anh tên gì ạ? Henneken. Dễ nhớ. Hả, dễ nhớ. Giống tên một loại ấm. Cái này là 9E hả? 9E. 9E. Thì nếu không có ai ở nhà thì mình có chìa khóa mở cửa không? Không. Không có. Thì làm sao vô? Mình bữa sau mình ký hợp đồng thì mình có thẻ từ mình vô. À có thẻ thì mình mở được. À. À, em đang ở dưới chị, nhưng mà mở cửa giùm em với. Thì cái này là 550 đô hay tháng ý, một tháng chứ là 3 tháng. Tính Việt Nam là bao nhiêu tiền 550 đô? 550 đô bây giờ là đô là 21 8 đấy. Mình tính tiền Việt được không? Đừng có tính. Mình tính tiền Việt được không? Vào khoảng 11 triệu 750. 11 triệu mấy hả? Ok. 11 triệu 750. Ok, thì mình mỗi tháng mình trả tiền bằng giờ mình gửi tiền ngân hàng được không do chú nhà? Dạ, được. Được rồi, ok. Tùy mình thích hình thức thanh toán. Đúng nào, rồi. Thanh toán dễ cho dễ. Đi nào. Camera đây. Hai phòng ngủ một tối lên hả? Có TV, sofa, bàn ăn. Cái này là giống cái hồi nãy cái 600 đô đúng không? Cái này giống nhau. Giống nhau ha. Ừ. Nhưng mà cái này đẹp hơn ha, sạch sẽ hơn. Cái kia bên kia đang dọn dẹp. Ở bên kia? Cái này hả? Dọn dẹp. À, đây nhìn nhỉ.
Cái này là phòng ngủ hả? Cái này thì người ta làm phòng làm việc, nhưng nếu mình làm phòng ngủ thì bỏ thêm cái thêm giường. Tại vì trước là có một người ở, người ta chỉ cần một phòng ngủ. À, biết rồi. Người ta làm phòng này, phòng làm việc. Cái này có nước đậm không? Có. Có hả? Có, rất là các căn hộ đều có nước đậm, có máy lạnh, có tất cả mọi thứ. Ba máy lạnh vào. Ê, nước rửa thì bên kia. Để cho diện tích cái tủ lạnh này xài bình thường. Dạ, yeah, ok. 550 đô là 11 triệu mấy hả? Yeah, ok. Chuyện hả? Ừ. Máy giặt đồ hả? Ừ. Phơi đồ mình phơi ở đây hả? Phơi ở đây.